cuộc sống phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cùng chính tâm này, cùng chính tâm này, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Sống đi vào cuộc sống phiền não điệp chung, phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cũng chính tâm này, cũng chính tâm này. Thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Bồ đề đích thị trần gian, đồng không ngoài tình cám vàng không ai. Bồ đề đích thị trần gian, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Tình thì đại ngộ, mê thì vô minh.
night to fundamental teacher Sakya Muni Buddha. Homage to fundamental teacher Sakya Muni Buddha. Homage to fundamental teacher Sakya Muni Buddha. À, thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học hai bài kệ trình kiến giải từ Ngài Thần Tú và Cư Sĩ Huệ Năng, sau này chính là Lục Tổ. Dear Sangha members, today we're going to study two gathas that provided by Sen Sui and Hunan, who is later to be the sixth patriarch. Và bao giờ cũng thế, sẽ có một bài kệ thứ ba đối với vị biết của ai? Always there is a third verse. Do you know what that verse is belong to? Bài kệ thứ ba của ai? What's that gatha belong to? Của chúng ta, mỗi người. À, chúng ta hãy trình kiến giải, có thể không bằng văn thơ, mà bằng chính cái hành vi tạo tác của mình để trình kiến giải. Nếu chúng ta thấy được để đối chiếu mình nằm ở nhóm coi như là trình kiến giải loại nào, thì mình biết mình đang ở đẳng cấp nào. That gatha should be coming from us, from all of us. Every one of us have a chance to present your understanding, your knowledge, your knowing in the Dharma, and so that we would know where we belong to, which group we belong to, what understand you have. No, không phải understand, không phải là kiến giải, mà thực hành that, cái đạo lực, cái sự thực hành của mình. That is not only just the understanding, but exactly is about the practice. Thưa đại chúng, bây giờ khi mà nói đến cái cơ duyên mà để cho có bài kệ trình kiến giải, chính là Ngũ Tổ thấy cần có người thay thế mình để hóa đạo. The reason why there is that such gatha or the knowledge to demonstrate the knowledge of Zen is the reason to get the next patriarch, the successor. À, xin mời đọc cái chánh văn của cái đoạn nhân duyên này. Now, I will tell you the story about six Chinese patriarch Huinan. Do you all remember the verses by Sun Shu and Huinan? At that time, the fifth patriarch felt that it was the time to find his successor. He announces that whoever could compose the best gatha to demonstrate his knowledge of Zen would be the next patriarch. Of his 500 disciples, Sun Shu were well known and believed to be the one most likely to succeed to the fifth patriarch. Thus, no one submitted a gatha. Perhaps, out of modesty or caution, Sun Shu had tried to compose the best poem. Yes, still unsure about his knowledge, he decided to write the gatha on the wall at night. If the fifth patriarch likes the poem, Sun Shu talked to himself, I will then bow to him and claim it to be mine. Otherwise, I'll just remain silent and no one will know. It will save me from embarrassment. The next morning, the fifth patriarch took the painter to the empty wall to draw the lineage of the patriarchs. Looking at the gathas, he knew it was Sun Shu. The gathas he as follows. Thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như Minh Cảnh Đài, thời thời thường phất thức, vật sử nhã trần ai. The body is the Bodhi trees, the mind is like the mirror bride. Clean it diligently every time. Do not ever let dust alight. Thank you. Như chúng tôi đã giới thiệu,
là khi có cư sĩ Huệ Năng vào trong pháp hội của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, thì Ngài thấy rằng cần có người thay thế mình đã quá đạo. So as I already introduced to you, at the time when the Hunan joined the Sangha to be part of the member, the fifth patriarch felt that that is a time to find the successor. Cho nên mới tuyên bố ở trong chúng rằng tất cả đều phải trình kiến giải của mình qua một bài kệ, và người nào xứng đáng thì sẽ được truyền y bát và chọn làm tổ thứ sáu để thay ta là Ngũ Tổ mà hoằng hóa độ sanh. So the fifth patriarch announced that, that whoever could compose the best gatha to demonstrate his knowledge of Zen, that person would be the next patriarch to follow him and to help own the people. Thưa đại chúng, nếu chưa có cư sĩ Huệ Năng vào trong pháp hội, Ngũ Tổ có bảo phải trình kiến giải để chọn người làm tổ thứ sáu không? Do you think that if Huy Nan did not join the Sangha at that time, would the fifth patriarch will ask people to compose the gatha? Điều này để cho quý vị mỗi người phải nên suy tư về chuyện tu hành của mình. Tuy Huệ Năng là một cư sĩ mới vào chúng, nhưng cái phong độ, cái tư cách, cái đạo lực của cư sĩ đó đã khiến cho vị thầy đặt niềm tin. So would you think that if the Huy Năng didn't join, the fifth patriarch wouldn't bring the successor in, correct? He would think that the with the knowledge and the ability of Huy Năng will show up at that time could be someone that everybody should look to and to know. Và ở trong pháp hội lúc đó dù đã có giáo thọ sư, mà giáo thọ này là thần thú đang dạy bao nhiêu tăng chúng, 500 tăng chúng. At that time the Sangha already had a very good teacher who's known as Sensui. He's has about 500 disciples follow him, and he's been teaching those people. Mà Ngài Thần Tú có được Ngũ Tổ chấp nhận không? But did the Sensui been accepted approved by the fifth patriarch yet? Khi Ngài Thần Tú không phải đợi trình kệ, nhưng trong cuộc sống, trong cách cư xử, nó đã thể hiện cái bài kệ không lời rồi. Even though Sensui did not present the gatha or his knowledge, but the ability and the characters of the Sensui already explained well to the fifth patriarch what he be like. Còn cư sĩ Huệ Năng khi vào chúng mới 8 tháng, thật ra đã trình bài kệ nào chưa? Huy Sen just joined the Sangha just about 8 months. Has he been present any gathas yet? Dĩ nhiên là chưa trình kệ. Nhưng y cứ vào đâu mà Ngũ Tổ chấp nhận, xin mời đại chúng tự ôn lại để xác định và tự ôn lại để nhắc nhở chuyện tu hành của mình. Of course, he did not had any gatha. However, could you think over and reveal yourself what was the reason that the fifth patriarch put a very attention to Huy Năng? Think about yourself in this case through this story. Mời vài vị phát biểu. Ngũ Tổ đã chấp nhận cư sĩ Huệ Năng vào lúc nào? Can you tell that when
the fifth patriarch accept Hunnen in which case and how? Dạ, mô Phật kính bạch sư phụ, theo con nhớ thì khi mà ngài Huệ Năng đến xin tu học với ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, thì ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn mới hỏi những cái câu là ngươi là kẻ mang di ở phương Bắc hay cái gì đại loại vậy, làm sao mà có thể học được? Rồi, chúng tôi xin nhắc cái này. Đúng, cái đoạn gặp gỡ trình bày nguyện vọng đó đã thể hiện phong cách, đã thể hiện phong cách của người học trò. The exactly was about the time that Hunnen joined the Sangha, the fifth patriarch Hoàng Nhẫn did ask him that where were you from? You from the some northern foreigner. Từ đâu đến và cầu vật gì? Where did you come from and what you looking for? What you wish for? À, chúng tôi cũng chấn chỉnh cái phát biểu của Diệu Đạo. Cái chấn chỉnh này không nhằm chê quý vị, nhưng mà cho quý vị một cái trọng tâm thì quý vị sẽ dụng công hiệu quả hơn, tu hành chất lượng hơn. I'd like to correct the statement from Diệu Đạo so that I can pinpoint to you how to practice correctly. Khi đến không phải cầu học pháp, mà con đến muốn cầu vật gì? Cư sĩ đáp: từ xa đến lễ thầy chỉ cầu làm Phật, không cầu vật gì khác. Hunnen at the time did not come to ask for anything else. He just said simply, I want to be the Buddha, nothing else, simply like that. Thì tổ có tin liền không? Tổ liền gạn lại, có nghĩa là vấn lại, hỏi lại. Ông là người ở lãnh Nam quê mùa, làm sao có thể kham làm Phật mà cầu làm Phật? Did the fifth patriarch believe in that right way? No, he didn't. So he tried to asking one more time. You were coming from some farmland far away from the north. How can you come here to ask to be the Buddha? Thì cư sĩ liền khẳng định, người á thì tuy có miền Nam, miền Bắc, nhưng Phật tánh vốn không có Nam Bắc. Hunnen confirmed, the people can come from the north and from south, but the character is not from north or south. Vì Bắc chính là Bắc Kinh, là trung tâm thủ đô của đất nước. Because the north is from where the Beijing is and it is the center of the country. Còn miền Nam là lãnh Nam, là cái vùng biên giới xa xôi. And the south is from the southern. It is I think the Winshan. That is Winshan, yeah, the very remote south in the close to the border of the south. Thì thân quê mùa của con so với hòa thượng tuy là không có giống nhau, không có đồng một cái đẳng cấp, cái thân chỗ văn minh và nơi quê mùa không giống nhau, nhưng Phật tánh thì không hề sai cả. And my manner of countryman of course is different from you who's very noble from the north. However, the Buddha character that I have is not different. Thì đây chúng đây chỉ ôn lại một vấn đề trong khi vừa đến cầu pháp, giữa thầy trò đã trao đổi một vấn đề quan trọng đó. Còn nhiều vấn đề kế tiếp nữa. So here I remind you of these stories being exchanged between the teacher and the student. There are some more, but we will talk about them later. Thì ngay cái lời gọi là nguyện vọng để xin nhập chúng, nó đã có một cái chí nguyện rất cao thượng là chỉ cầu thành Phật, chỉ cầu làm Phật.
So right at that wishful thinking, that moment, that the fifth patriarch knew right away that this man had some very special wish and character to be the Buddha. Thế là mình ngồi mình học mình rút kinh nghiệm rồi, lần sau đi đâu trao đổi lần đầu gặp gỡ sẽ nổ những câu thật là dữ dội để xác định đẳng cấp của mình, phải vậy không? So would you think that from now on when you're going to talk to somebody in exchange and talk, you're going to pop out something similar like this in order to show off yourself? À, thưa đại chúng, không phải đâu. Sau khi tuyên bố như vậy rồi, thời gian nhập chúng sẽ thể hiện hành động của mình có tương ưng với lời nói hay không. Chứ không phải ông thầy ham nghe những lời giả dối lừa gạt. No, it's not like that. Exactly that after you join the Sangha, you will have to show that your character, who you are, not to try to live up to someone else. Cho nên cái bổn phận của ông thầy khi gặp đệ tử phải đánh giá được mức độ của đệ tử. Chí nguyện tới đâu? Nếu là chí nguyện cao thượng sẽ trợ duyên cho đệ tử qua cái cuộc sống chưa được như vậy, giúp và nhắc nhở để giữ chí nguyện. Hạnh giải phải tương ưng, hành động và cái lời nói phải đi đôi. So the teacher, when hearing the student who has the mind and the willing, strong will to achieve the Buddha way and Buddha method, then he had to show to the practice. And then he, the person, should show that the practice and the character, the diligence are going along. Nhưng cũng sẽ có những người đến xin nhập chúng mà từ cái hiểu, từ cái nguyện đã có giới hạn. Thì có phải vì thế mà thầy gạt ra không? Không, vẫn tiếp nhận, nhưng tiếp nhận để mà trợ duyên, để mà bổ sung, để nâng cao cái nguyện cho đến nâng cao cái hạnh cao thượng. Of course, there are someone who come to join the Sangha with the limit of virtues and merits to be a part of it. However, would the teacher will going to abandon the person? No. The teacher will continue accept him and continue improve his virtue and merits to get the wishful right. Cho nên vai trò của thầy là phải giúp người qua biển sanh tử. The role of the teacher is try to bring the person, the follower, the student, to pass and get to the sea. Giúp trước nhất có một cái nguyện cao thượng ra khỏi sanh tử. The very first one is the will to get out of the karma recycle, birth and death. Và thời gian ở trong chúng là để từ cái nguyện nó biến thành hành động, nó trở thành cái hạnh thật sự giải thoát sanh tử. The time living in the Sangha is the time to practice the wishful thinking become the merits and the virtues. Cho nên ngay khi cư sĩ bước chân vào đạo tràng, Ngũ Tổ đã thấy đây là người có thể gánh vác Phật pháp. So as soon as that monk went joined the Sangha, the fifth patriarch knew that this could be the person who can carry the duty. Và 8 tháng giả gạo đó, cư sĩ Huệ Năng đã thể hiện cái hạnh nguyện của mình có đi đôi với cái lời nói của mình hay không? So with that 8 months pounding rice, would Huệ Năng did show up his virtues go along with his wishful thinking? Ở trong chúng mà lúc nào cũng buồn rầu,
ganh tị, nhìn qua nhìn lại thấy sao mình cứ giả gạo, có nhiều huynh đâu có giả gạo đâu, buồn phiền không dám nói ra nhưng không bao giờ nở nụ cười, thì biết cái lời nói ngày đầu gặp nhau người này không thật sự có giá trị như vậy. If the person joined the sangha and then with time sitting there pounding rice, would you think that person, if he doesn't show that with his merit, he would with his face, you can tell. Ở trong chúng, ít nhất chúng ta sẽ qua hai trạm kiểm soát. Một trạm của chính huynh đệ sẽ nhìn sao mà giả gạo, đưa gạo không được đúng thời, nấu cơm trễ, tại vì giả cho 500 người ăn, mà giả bằng, không phải bằng máy. À, thế là đôi khi chậm trễ sẽ bị chúng kiểm soát, vỡ rầy, nhắc nhở, phê bình. In the sangha, when you sit down and then pound the rice for 500 other members of sangha, if you late, you'll be blamed, you'll be cursed by other members. Nếu liền có thái độ phiền não, đem cái ngã chấp của mình ra đối đãi, thì sao? Đã rơi đài qua cái cổng kiểm soát của huynh đệ. If he has the attitude with the angry, upset about the behave and the behavior of other sangha members, he already actually felt from the check first checks. À, và cái thứ hai thì chính qua cái cổng kiểm soát đó thì chính mình cũng thấy rằng mình sẽ fail, mình sẽ rơi, tại mình đầy phiền não và không còn tha thiết ở trong chúng nữa. And with that type of challenge and the check like that, you actually felt from the duty and would not like to stay in the sangha anymore. Và dĩ nhiên tới cái trạm cuối cùng là thầy cũng chưa hẳn phải dỗ ngọt mình. À, chuyện ai nấy làm, chuyện thầy thầy tu, chuyện con tu, không có việc gì mà phải theo mà an ủi mà khích lệ. Vì cái người mà cần cái điều đó sẽ không có đủ mạnh, mà giống như cái cây phải chịu đựng gió mưa để tồn tại, thì con người ở trong chúng cũng phải chịu đựng bát phong tồn tại, thì nó mới là bất sanh bất diệt. And to the next checkpoint, that is when the teacher go in to treat you and give it you not the curling but really straight point to teach you, then you have to be straight up. Straight up just like the tree in front of the wind, be able to handle on the wind. À, chúng ta đã thấy cư sĩ Huệ Năng, những lời tuyên bố trong ngày đầu gặp tổ đã thể hiện đó là một con người chân tu. Khi qua 8 tháng hoàn thành cái công việc nặng nhọc liên quan tới cái bản ngã, qua cái thân thể này liên quan tới những cái tư tưởng của mình trải qua trong 8 tháng một cách tốt đẹp, đó là giá trị đã thể hiện, không cần bài kệ trình kiến giải. So Huy Nan been through these 8 months, showing even through with challenges and difficulties, he's been shown out very well his mind and his character and the virtues, his merits. He doesn't need to have to show anything else, just like the Gathas. Tâm, cái tâm lý của giáo thọ sư thần tú như thế nào? What is the type of mind of Chen Sui? Khi toàn chúng, 500 chúng đều đồng ý rằng chỉ có giáo thọ là đủ khả năng trình kệ để được làm tổ thứ 6. According to all the 500 disciples, they would think that Chen Sui was just the right best person to be the next patriarch. Cả chúng tin tưởng như vậy và cho rằng điều này rất là hợp lý. All the sangha members believe that and think that is very reasonable to be. Còn bản thân giáo thọ thì sao?
So how about the patriarch himself? Ngài thần tú gặp hoàn cảnh bất khả kháng, có nghĩa là không có chống cự được. Trên là thầy biểu trình kệ, mà dưới là chúng đẩy mình bắt buộc phải trình kệ, không trốn ở đâu được. Nên buộc lòng, nên nhớ là phải cố gắng làm kệ. Kệ trình kiến giải, có điều kiện cố gắng không? Không, không phải thi văn chương. Cho nên khi cố gắng làm kệ, nó đã chưa đúng đạo lực của mình. Sensui is in the mid. He was in the middle. He one side is the patriarch demand him to write the gatha, and the other side is the other disciples. So he's in the middle, and he tried to force himself to make the poem. Of course, by doing like that, he would not be in the right level for his choice. Phải thao thức mấy đêm mới làm xong bài kệ. Nhưng Ngài cũng chưa dám đích thân trình kệ trực tiếp với Ngũ Tổ. He spent many nights in order to try to make the best poem, the gatha. However, he is still not unsure about his knowledge. So in order to present that gatha to the patriarch yet. Thưa đại chúng, chúng tôi khi ở thiền viện Viên Chiếu, khi có cơ duyên nhập thất, thầy đều là người đích thân nghe trình kiến giải. When I was in the Viên Chiếu, I was have a chance that venerable give us the chance in order to hear our practice. Và khi trình kiến giải, thật ra cũng không phải đợi phải vào thất, mà trong hàng ngày gặp thầy học pháp, mình đã trình cái hiểu. Khi nghe thầy trao truyền, ánh mắt sáng lên của mình tiếp nhận được chân lý là đã trình kiến giải. It's not doesn't need to be the time to join in the to go into the cell in order to present the practice to the venerable, but when at the time just meet the venerable, the with the eyes shine light up, that is already a part of the show of the merit that you are. À, và luôn cả trong khi sống với đại chúng, chắc chắn sẽ có nhiều hoàn cảnh xảy ra mà mình đều an ổn vượt qua để sống một cách vui vẻ, an lạc. Điều đó nói lên đạo lực của mình đã thể hiện. During the time living with Sangha, if you show the way how to live harmony and peacefully with all the members, it's already show out your energy, the character, the person you are. Ngài thần tú làm xong bài kệ, không dám trực tiếp trình kệ với Ngũ Tổ, mà nghĩ rằng hành lang có một khoảng tường trống, sẽ viết kệ ở đó. Rồi Ngũ Tổ mà thấy kệ, chắc chắn Ngài sẽ đọc. Nếu khen thì sẽ ra đảnh lễ. Sensui when met that poem, he kind of like thought to himself, if Patrick did not like my poem, then I would be silent. But if he liked, then I will come out and bow to him and claim it will be mine. Otherwise, I would remain silent. Nhưng nếu Tổ không khen thì sao? Thì trốn luôn. Không ra trình nghĩa là nhận đó là tác phẩm mà mình là tác giả. Để khỏi mất mặt. Cái trốn luôn thì mình thấy bản ngã chưa? Rồi sợ mất mặt với ai?
với trong tăng chúng đã tin tưởng mình. Bản ngã chưa? Tiếp tục bản ngã. Thinking like I remain silent, where so no one would know if Patrick did not like it, then that would save him from embarrassment. Actually, he already think of with his ego, because he didn't want to be embarrassed in the sangha. Và khi đã suy nghĩ tính toán được kế hoạch nghĩa là tốt đẹp như vậy rồi, thì thần tú đang đêm khi chúng đã ngủ mới là lặng lẽ ra viết bài kệ ở trên vách tường. When he thought and planned like that, he now carefully bring the painter to the empty urn to put it there to for the next morning. Sáng hôm sau, ngũ tổ đi ngang, đi ra cái chỗ vách tường đó đó, mục đích là mời thợ vẽ đến cái khoảng tường trống để vẽ cái sơ đồ truyền thừa đó của chư tổ. So the next morning, the Patrick going to the took the painter to the empty one to draw the lineage of the Patricks. Có nghĩa là khi Phật niết bàn, ai là sơ tổ, ai là nhị tổ, suốt 28 vị tổ của Ấn Độ. Và tới Trung Quốc thì giờ này vẽ được mấy vị tổ? Có cái họa đồ, sơ đồ bao nhiêu vị? Vẽ được đời thứ năm. When Buddha passed away and it passed down to all the Patriarchs, there were like 28 Patriarchs. And the five of them in China, so that is the lineage of the Patriarchs go down to this time. Nhìn thấy bài kệ, ngũ tổ liền cần hỏi không? Nhìn là biết liền, à biết đó là của ngài thần tú. When looking at the gatha, the Patriarch would know right away that was coming from Sensui. He didn't need to ask anyone else. À, bài kệ ghi thân á, là cây bồ đề, mà tâm á, là đài gương sáng. The gatha is like follow. The body is like the body tree. The body tree. The mind is like the mirror bright. Cho nên luôn luôn siêng lau chùi, chớ để dính bụi bặm. Hence, clean it diligently every time. Do not ever let dust alight. À, nếu không có chỗ, nghĩa là gọi là giác ngộ đến chỗ tột cùng, thì chắc chắn phải khen bài kệ này thật là hay, không có chỗ chê. If someone not really awakened to the end, that person would praise this poem, that this poem has nothing wrong about it. Nhưng ngũ tổ tìm người giác ngộ, chứng ngộ, cho nên xem qua bài kệ thì tổ biết chưa vào cửa. But the fifth Patriarch been looking for someone who can really completely awakened. So he know that Sensui was not ready to enter the gate yet. À, mời đọc tiếp tiếng Anh. Though the poem were beautifully written, the fifth Patriarch felt that Sensui were not ready to enter the gate. He already knew who would, but did not want to cause any conflict among the Sangha and disciples. For everyone has high respect toward Sensui, he sprayed the poem and the author and advised everyone to burn incense, prostrate before it, memorize it, in order to get married. Turning to Sensui, the fifth Patriarch asked, "Did you write it, Gata?" Sensui responded, "Yes, Master.
My only hope is to gain your approval, not to become a patriarch. The patriarch gently told him, you are not ready to enter the gate. Why don't you submit another one? So at fifth patriarch's word, Shen Shi was embarrassed and disappointed. He spent the last several days and nights composed the gathas. And yet the master still said could not pass the gate. How could he compose another one? However, the fifth patriarch has skillfully diverted his disciple attention. Thus, everyone memorized the gathas and thought it was a good poem. Thank you. À, thưa đại chúng, khi xem bài kệ, Ngũ Tổ biết ngay, thứ nhất là của Ngài Thần Tú, và thứ hai cũng đánh giá là bài kệ này của một người chưa vào cửa. When reading this poem, the fifth patriarch knew two things. First, he knew it came from Shen Shui. And secondly, he evaluated that this person not ready to enter the gate yet. Ngũ Tổ có phải cần chờ đến lúc Ngài Thần Tú trình kệ mới biết đạo lực không? Có cần chờ không? Không. Did the fifth patriarch have to wait for Shen Shui to present the poem, the gatha, in order to know? Mà đã biết vào lúc nào? When did trong he đời know? Sống, đã biết. He knew very well about him during the time of Shen Shui's life in Sangha. Giờ này xin dừng lại một chút để mời đại chúng trình cái hiểu biết của mình thôi. Chứ chưa nói là kiến giải. Muốn được vào cửa phải làm sao? Trình cái điều này để nhắc nhở chúng ta. Muốn vào cửa phải làm sao? So I want to pause here to ask all of you that how to get to the gate. Mời vài huynh đệ nha. Xin mạnh dạn giơ tay trước khi tôi mời. Mất công giật mình, tự giơ tay thì đỡ giật mình, tại mình đã rung trước khi giơ tay rồi, không giật mình nữa. Raise your hand so you can do yourself. You don't have to wait for me, so you don't have to be startled when I ask you. Tuệ. Kế đến rung từ từ là Khánh Như. Nha, rồi, mời. Cô Khánh Tuệ. Mình nói trong cái hàng ngày của mình, mình có thể nhìn ngay cái fail của mình, cái rơi của mình để mình biết mình thiếu cái gì và cần phải tập trung vào chỗ đó. You can review directly to your daily life, daily task and straight from there. Mô Phật kính bạch thầy, con là Khánh Tuệ. Muốn vào cửa không? Muốn vào cửa. Dạ, muốn vào cửa thì con phải là vô trụ. À, rồi nói một chữ thôi để chừa người khác nói. Vô trụ là sao? Không còn dính mắc. Coi có cái chỗ nào dính mắc không, tự thú luôn đi thì nó sẽ tiến bộ. Đó là cái từ bi của tôi đó. Giống như bác sĩ vào nói bệnh rồi, cần phải trị cái bệnh này, cắt bỏ quăng. Thì giờ này mình thấy những cái còn kẹt của mình chính là cần phải cắt bỏ quăng. Thì con phải coi cái thân này vô thường. Dùng vô thường. Thuốc nó chưa mạnh đâu con. Yeah. Rồi xin English cái phần con đi. Thuốc chưa đủ đô đâu. Nhưng mà cứ tạm như vậy. Dear Master, for me to enter the gate, I am practice the three no tam vô. Tam vô, three emptiness. Three emptiness.
And Master asked me be honest with myself, recognize my body. Most weak point for me to be able to tranquil my practice. I say my body, I have to practice they formless, they impermanent. And then the master was replying, no, the impermanence not enough. It's just like you have to really see when you go to see the doctor. The doctor telling you about your problem, and sometimes he have to cut off the thing on your body, the part, the organs, search organs in your body, to remove it away in order to cure you. So look into that. Cái What? Lời trình kiến giải của con, cái kinh nghiệm dụng công của con nó đang lẫn lộn giữa vào cổng và vào cửa. Cổng chưa xong rồi nói vào cửa luôn thì làm hai cái một lần, khiến cho nó không đủ mạnh. Tôi nhắc như vậy để con cố gắng làm xong bước một một cách rất là mạnh dạn, thì đến bước hai mình sẽ hoàn thiện dễ dàng. The practice you have has not strong enough. You have to really see that, go in, enter the gate and inside the gate. Then that is two different steps. To how to get into the gate, you have find out how to make that to work. À, cảm ơn cái lời trình bày của con. À, không có nhiều giờ để mời mấy huynh đệ, cho nên thật ra người nào đủ duyên để đưa cái điều kiện tu hành của mình để rút kinh nghiệm, đó là một phước đức, một sự may mắn. So actually we don't have enough time, so whoever can find out your way of raise your way to get to the enter the gate exactly, it is a very 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 virtuous. Tổ biết bài kệ này chưa vào cửa, và chúng tôi nhấn mạnh không cần trình kiến giải, đời sống hàng ngày đã biết chưa vào cửa. The patriarch knew right away that he sensui did not enter the gate. Và the daily life already said that. Và tổ cũng ngầm biết người nào đã vào cửa, có thể vào cửa được. And he implicitly knew that who would be able to get into the gate. Nhưng ngũ tổ chưa tuyên bố ra, vì sao? Vì sợ chúng sẽ nghi ngờ, ganh tị. However, he did not announce it because he didn't want to have a conflict among the sanghas and disciples. Và thưa đại chúng, trình kiến giải là một cơ hội. Presenting the practice, the way practice is the opportunity. Để cho cái người vào cửa được thể hiện trước đại chúng. So that person can be shown to the sangha. Dù thể hiện qua một bài kệ, qua văn tự, nhưng hai văn tự khác hẳn nhau. Even shown to the poem, that is a literature, but it is different from the real one, the real true person. Và chúng ta thấy cái vất vả và cái cẩn thận bảo hộ của bậc thầy. So you can see the difficulty of the role of the teacher, how to prevent and protect the sangha. Để đánh lạc hướng đồ đệ, ngũ tổ đã khen
Cái bài kệ mà chưa vào cửa đó là hay quá. Nên thắp hương đảnh lễ. Nè, thứ nhất là hay nè nha, thắp hương đảnh lễ và học thuộc bài kệ đi, sẽ có phước đức vô cùng. Nên nhớ có phước đức vô cùng. To drive the conflict away, he praised the poem and the author and advised everyone to burn incense prostrate before it in order to get merit. À, thưa đại chúng, vậy tổ có phạm giới nói dối không? So you think that the disciples, the patriarch, violate the rule? Precept. The precept. À, thưa đại chúng, không. Đó là cái xuất sắc của bậc thầy, không phạm giới. Vì bài kệ này hay, vì tu sẽ có phước, đúng như thế. Chứ không phải tu được thành Phật hay giải thoát sanh tử. No, không hề nói dối. It's not the lie, it's the excellent way to show how to practice, to make practice in order to be better, to get merit. À, chúng, đại chúng đồng ý liền. Bài kệ hay quá. Rồi thắp nhang, đảnh lễ, rồi học thuộc bài kệ. Học rân rang ở trong thiền viện 500 chúng. So of course the Sangha was very happy and they all burned the incense and prostrate and memorized it to get the merit in lúc, within the 500 members of the Sangha. Lúc đó Ngài Thần Tú thế nào? Rất hài lòng, rất vui. À, mà mình vui là sao? Nhờ cái bên ngoài kích động vậy niềm vui này đủ tự tin, niềm vui của tự tâm hay niềm vui của nhân duyên? À, sanh diệt, niềm vui sanh diệt. So since you of course very happy at that time, so that happiness is coming from where? It's from inside himself or from outside world who praise him? Of course it is from outside. Vậy chúng tôi cũng nhân đây nhắc luôn, cho nên không những niềm vui phải để ý, cần nhân duyên mới có niềm vui, hay nỗi buồn cũng do nhân duyên mà có nỗi buồn, thì người này đã sống được một cách giải thoát chưa? Đã vào được cửa không chưa? Ngay chỗ đó thì biết mình cần phải kiểm tra bằng nhiều cách. This happiness is coming from outside and of course it is the sadness as well. So for the person who rely on the happiness and sadness from outside like this would be the person who need to review himself to see where he need to be rescued. Bậc thầy là phải đối diện trong mọi hoàn cảnh, không trốn tránh. Cho nên ngũ tổ đã gặp riêng giáo thọ thần tú và cho biết, và đầu tiên hỏi có phải bài kệ đó của ông không? As being the teacher, the patriarch have to be honest himself. So he later on met phải của ông làm không? The met the sensui and asked, did you write this gatha? Khi nghe tổ kêu hỏi như vậy, tâm lý của Ngài Thần Tú lúc đó đang vui, đang tin tưởng không? Đầy tin tưởng, đang rất hoan hỷ. Và đáp, dạ thưa con làm, nhưng mà không phải con dám mong làm tổ, mà chỉ mong là Hòa Thượng chứng minh cho con thôi. When Sensui hearing that, he was very happy and he responded, yes, Master, my only hope is to gain your approval, not to become a patriarch. Thì tổ liền tuyên bố một cách chân thật đối với người cần biết sự thật, đó là ông chưa vào cửa được. Hãy làm một bài khác, bài kệ khác để trình ta. The fifth patriarch at that time gently and honestly told him, you are not ready to enter the gate. Why don't you submit another one? Thì lúc đó
Ngài thần tú như thế nào? Toát mồ hôi, ngẩn ngơ, không ngờ vì mình tự tin được thầy khen rồi mà bây giờ thầy bảo làm bài khác, trình bài kệ khác để trình kiến giải. Một cái bài kệ đầu này mấy đêm chưa rồi mà bây giờ chê không vào cửa được, thì lòng dạ nào mà làm một bài kệ khác được. Trình độ như thế làm bài kệ khác nó cũng như thế thôi. Cho nên thật là đau khổ. Shocked at the patriarch's words, Sensui was very sweat and embarrassed and disappointed. He did spend several days of days and nights in order to compose this gatha. Now master asked him to do another one because he could not pass the gate. How could he compose another one? Trong khi giáo thọ rất đau khổ vì làm thầy dạy chúng mà không vào cửa được, thì trong khi đó chúng thì sao? Rất là vui mừng đọc thuộc lòng bài kệ rân rang ở trong đạo tràng. As the teacher, he's not be able to get to the gate. However, during that time, everyone in the sangha memorized the gatha and repeat again and again and singing it, chanting it. Và những trong chúng mà đọc như vậy hoan hỷ không? Hoan hỷ bài kệ này hay nè, mà thầy của mình nữa, thầy của mình làm kệ được coi như là được khen, là bài kệ hay, thuộc này thì sẽ có phước, cho nên là rất là vui để đọc rần rang từ những ông điệu nhỏ cũng đọc thuộc lòng. Everyone in the sangha is so happy to see this teacher been having a very good poem. So they memorize the gatha, repeating, chanting the gatha again and again. Khánh Tuệ, English, please. Later, Huệ Năng heard someone reciting the gatha while he was powdering rice in the kitchen. He asked, "What are you chanting?" The novice replied, "Didn't you know it? It is the most beautiful poem written by teacher Shenshu, and the patriarch advised us to memorize it." Huệ Năng asked, "Can you please repeat it for me?" Then he asked the young monk to take him to the wall. Huệ Năng was illiterate. He could not read the gatha on the wall. Right then, the Mandarin Biệt Giá was also present. So he read it for Huệ Năng. After a while, Huệ Năng say, "I also have a gatha." This start everybody, for no one would believe an illiterate person like him couldn't compose a poem. Though surprised, Biệt Giá agreed to write the poem for Huệ Năng. Basically, the poem was just a revising of a Shenshu poem. It was written on a adjacent wall as follows: Bồ đề bổn vô thọ, minh kính diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Bohi is actually not a tree, the mind not a mirror, bright. Basically, there is not a thing, therefore can does a light. Thưa đại chúng, khi đó cư sĩ Huệ Năng đang công quả giả gạo, thấy những chú điệu
đang đọc kệ thì mới thắc mắc hỏi sư huynh đọc cái gì đó. That time Huynan was pounding rice in the kitchen, so he heard the reciting. He asked, "What are you chanting?" And the novice replied, "Thì chú Điệu mới liền kể rằng, ông không biết sao, chú không biết sao, Thượng tọa Thần Tú đã trình kệ với Ngũ Tổ và bệ kệ rất là hay." Oh, the novice replied, "Didn't you know it? The sensui just present the most beautiful poem to the patriarch, and the patriarch advised us to memorize it." À, cư sĩ Huệ Năng đã yêu cầu xin sư huynh đọc lại cho tôi nghe. Huệ Năng asked him, "Could you please repeat it to for me?" À, sau khi nghe bài kệ xong, thì cư sĩ Huệ Năng nhờ huynh hãy dẫn tôi đến chỗ bài kệ để tôi xem. After listening to the poem, he asked the young monk to take him to the world to see it. À, chúng tôi cũng xin giải thích chỗ này. Vào trong đạo tràng của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đã 8 tháng, chưa bao giờ cư sĩ Huệ Năng bước lên được chỗ của tăng đoàn. Chỉ quanh quẩn làm việc công quả ở nhà trụ thôi. I want to explain to you this part. Been like in the Sangha for 8 months, but Huynan was never been able to step to the main hall. He was staying most of the time in the kitchen. À, khi mà đến nơi có viết bài kệ thì cư sĩ bảo rằng mình không biết chữ, cho nên lại yêu cầu chú Điệu đọc lại cho mình nghe. When arriving to the horn, Huynan was could not read the gatha on the horn, so he asked the monk to repeat it for him, to read it for him. Vậy chỗ này cư sĩ Huệ Năng có buồn phiền gì về chỗ mình không biết chữ không? Không. You bình thường. Yeah. Không phải quan trọng. You think Huệ Năng was sad about his illiterate? He didn't. He didn't see that important at all. Từng hoàn cảnh khó khăn thể hiện đạo lực. In each situation, it show the power. Practice power. Huh? Khi ấy có một vị quan biệt giá cũng đang xem bài kệ, thì ông quan này đã phát tâm đọc bài kệ cho cư sĩ Huệ Năng nghe. At that time there was a Mandarin officer biệt giá present, so he read it for Huynan. Thì nghe xong bài kệ thì cư sĩ nói rằng tôi cũng có bài kệ. Tất cả đều ngạc nhiên, mà quan biệt giá cũng ngạc nhiên, vì đã quê dốt không biết chữ thì làm sao mà làm kệ được. After listening to the poem, Huynan said, "I also have a gatha, and this startle everyone because nobody could believe that the illiterate peasant like him could compose a poem." Nhưng quan biệt giá cũng phát tâm viết bài kệ của cư sĩ Huệ Năng lên vách. À, và cư sĩ chỉ đổi chữ của bài kệ. Though surprised, but biệt giá are willing to help by writing the poem to the world for Huynan. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi bặm. The poem is just the revision of Sensui poem. It was written in the adjacent world as follows. Body is actually not a tree. The mind not a mirror bright. Basically, there is not a thing.
Wherefore can dust alight? Thời gian ở chúng là thời gian nuôi dưỡng kiên cố đạo lực của mình, cái đạo lực chỉ mong làm Phật và đang tập làm Phật của cái người cư sĩ xin nhập chúng. Time staying in the sangha is the time that really burning inside for Huynang to as a monk to learn to want to be Buddha. Hai bài kệ, một bài kệ của người đứng ngoài cửa và một người sẽ vào cửa, khác nhau chỗ nào? Chúng ta nghe để rút kinh nghiệm coi mình đang đứng ở phe nào. Mình đang hành trì theo tinh thần của bài kệ nào? Two poems, one from someone outside the gate and one from someone inside the gate. Can you see what the difference between the two and review yourself, reflect through these two poems? Câu đầu của bài kệ, Ngài Thần Tú bảo, thân là cây bồ đề thì đã cụ thể hóa bồ đề là tánh, bồ đề là tánh giác, để mà cụ thể là có hình tướng đó chính là một cây bồ đề. Through the first poem, Sensui was saying the first sentence, the body is the Bodhi tree, by saying that he already object like the body is like a tree, is a form. Văn thì hay mà kẹt nơi hình thức, hình tướng. It's very beautiful literature, however, he stuck into the form. Câu thứ hai, tâm là đài gương sáng, thì tâm vốn là tri giác, là tánh giác, mà nói là đài gương tức cũng kẹt nơi hình thức. In the second sentence, the mind is like the mirror bright. He used the mirror to object wise the mind. Câu thứ ba, phải luôn luôn phải lau chùi. Luôn luôn phải lau chùi. Mà lau chùi thì lau cái gì? Lau cái gương. Mà muốn lau thì phải có cái gì? Phải có cái khăn. Cho nên khi tu mà lau chùi là gì? Phải có tạo tác. Phải có phương tiện, phải có tạo tác. In the third sentence, clean it diligently every time. Clean what? It. It here is the mirror. He used the something to clean something. That means that you already create the mind of thinking, create the act. Và tới đây, chúng tôi muốn mời một vị trình kiến giải đang ở Thiền viện Vô U. Xen vào đây lau chùi mà làm sao không phải là hình tướng? Trước nhất là Khánh Như lúc nãy có giơ tay, bây giờ còn giữ cái lập trường đó không? Làm sao lau chùi, phải siêng năng lau chùi mà không phải là hình tướng? In the Zoom, Khánh Như, can you tell that how can you clean something without use some form object? Mời Khánh Như. Mô Phật bạch thầy, nếu như không nói dài, khoan, dạ. Không nói dài, tu một chữ thôi, hai chữ là nhiều. Yeah. Just one word, maybe most two. Yeah. Nói lại, lặp lại chậm rậm. Phải luôn 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 phải lau chùi. Sống thẳng tánh giác. Sống thẳng tánh giác. Luôn luôn sống thẳng tánh giác. Trời. Khánh Như replied, live directly with your mind, true mind. Nhắc rồi nha, nói á, là nổ đó, ha. Mà nổ mà làm không được là nó bánh xác, ha. Còn nổ làm được thì chính là nó đang tỏa hào quang.
If that is true, not exaggerate, then that is the brilliant Thánh Tuệ giơ tay, tại tôi cũng muốn đón tiếp thêm nhiều nhân vật nổ. Mà không biết nổ banh xác hay nổ sẽ tỏa hào quang, chưa biết, có hai trường hợp. Còn có khi xẹp lép nữa, xì khói. Exaggerate and bursting yourself, your body, or not. Dạ, mô Phật, xin phép Thầy cho phép con từ lấy giờ con tài khôn, con cũng ngồi viết bài kệ của con. No, stop. Now, not. Văn tự. Giờ này trình kiến giải là chuyện dùng công, không phải văn tự. Người ta không có thi về văn chương tìm thi sĩ nổi tiếng đâu, mà người ta tìm hành giả dùng công. Don't talk literally. No, không đạt yêu cầu. Don't talk literally. Just present your practice. À, chớ để dính bụi bặm. Thì với câu thứ tư này, giờ này qua câu thứ tư, chớ để dính bụi bặm, thì bụi có phải hình tướng không? Có. Nhưng mà muốn dính thì cái gương nó phải có hình tướng, hay là không có gương mà dính cũng có cái hình tướng của cái gương. Như vậy là hoàn toàn trình kiến giải tu trên hình tướng chưa vào được cửa không. So the, on the fourth sentence, do not ever let dust alight. The dust here is the form, and where it stick on, it stick on the mirror. By saying all of these, he present something with all the objects, all the forms in order to present his mind. Phải, luôn luôn phải lau chùi, chứng tỏ là cái công phu khá nhiều. Mà có vào được đạo không? Không. Vì còn kẹt trên hình tướng, còn là tạo tác. Clean it, the mind. Clean it diligently every time. That means he worked very hard in order to clean the mind. That is still he rely on the mind forms in order to purify it. Nếu tu trên hình thức là tu trên tướng sanh diệt. If you practice is based on the form, that means you practice based on the born and death. Mà muốn tu thành Phật là phải đến được chỗ vô sanh. But being a Buddha, that means you have to reach to the place where no rebirth. Chúng tôi hôm nay chỉ dừng lại ở bài kệ thứ nhất này để đại chúng nhìn lại mình. Nếu lúc nào mà mình vẫn còn kẹt trên hình thức để khởi niệm sanh diệt thì biết mình chưa vào cửa. Chúng tôi muốn quý vị nhìn cái bài thơ của mình qua cuộc sống hàng ngày. I will stop here in the first poem. I want to tell you that if you practice Buddhism just to look into the form and practice based on the recognizing of forms around you, then you are not actually get into any gate, enter the empty gate, emptiness gate. Trong khi chuẩn bị ra lớp, chọn một câu chuyện, chúng tôi rất là phân vân, không biết là cái câu chuyện nào nó sẽ giúp cho mình, giúp cho chúng được nhiều lợi lạc. Before the class, I was trying to choosing the stories, and I hesitate which story would be benefit to all of you. Thì thưa đại chúng, câu chuyện này nhìn nó rất vô lý, nhưng mà nó sẽ không vô lý đối với người dụng công. Câu chuyện tôi sắp kể, nhìn nó có vẻ vô lý lắm nếu chúng ta nhìn trên hình tướng, nhưng nó sẽ không hề vô lý với cái chỗ gọi là vào được cửa không. This story I'm going to tell you, it appeared to be very unreasonable. However, if for the person who practices Zen,
you would know it's not unreasonable at all. À, câu chuyện 154, tâm không thì đậu. In the book, page 154. Title. The mind does not pass the test. Có một thiền tăng lớn tuổi, tham thiền đã tròn một giáp, xuất gia mấy mươi năm, chưa cầu tuệ giải, lại chưa khai ngộ, thường hối hận không thôi. English, please. There was a Zen monk, Zen monk. He's been practiced Zen for around 12 years. And he been like xuất gia đó thì đã mấy mươi năm. Sangha, many years. However, he did not get awakened yet. He used to resentful that he hasn't been able to reach to that point. Một hôm thấy một pháp sư thanh niên thôi đang luận thuyết về tứ thánh đế. One day, once when seeing the young monk provide moral about the four noble truth to people. Thì lòng của cái vị thiền tăng lớn tuổi này rất là khâm phục và quý kính. Is this old monk feel very respectful to and respectful to the young monk. À, chúng tôi nhấn mạnh câu chuyện này nó có những điều kiện mà hôm nay mấy quý đệ bỏ qua, cho nên quý vị không thành công khi mà thực hành thiền trong cuộc sống. This story actually giving a lot of points that you passed, you did not look deeply, and that's what didn't help you to practice well in your life. Lòng của vị thiền tăng lớn tuổi phải khâm phục quý kính vị pháp sư trẻ tuổi. Đó là điều kiện thứ nhất. The monk, the old monk, is very respectful and very respectful to the young monk. That is a first condition that show his character. Cho nên liền thành khẩn để thỉnh cầu pháp sư trẻ này khai thị cho mình. So he turned to be very urgently request the young monk to show him the practice. Thưa đại chúng, đây là điều kiện thứ hai. Khi thành khẩn thỉnh cầu mà vị thầy dù là trẻ hơn khai thị thì mình phải lắng nghe và y giáo phụng hành, hay là không nghe mà chỉ cãi. Đây là cái điều sơ sót của quý vị khi còn chưa xong việc thì đã vội, vẫn quá trung thành với vọng tưởng nhiều đời nhiều kiếp của mình, tập khí vọng tưởng. This is the second character that he urgently requests the young monk to help him by not showing the difference in level. He did have that character that telling that in our life, when you listen to somebody deeply, that your character would show the level you are
and not to disregard to the other person. Vị pháp sư trẻ thấy thiền tăng lớn tuổi thành khẩn như vậy, cho nên mới đùa mà nói rằng ông chỉ cần ngày ngày đem thức ăn ngon đến cúng dường tôi sẽ dạy ông pháp môn chứng ngộ. When hearing the old monk said that the young monk make joke, you just need to bring the good food to offering me, I would teach you the awakened method. Nhưng tâm của vị tăng lớn tuổi cầu đạo rất tha thiết, rất chân thành, cho nên thường đem món ngon thượng đẳng ngày ngày cúng dường vị pháp sư trẻ. With the sincere mind of learning the practice, the old monk vậy, every day bring the good food, the high quality food to the young monk. Vậy có chống lại không? Tại sao cầu đạo, cầu pháp môn chứng ngộ mà biểu hằng ngày đem thức ăn ngon cúng dường? Nếu mà đem cái kiến thức thế gian vọng tâm phân biệt thì ngay đó đã chống rồi, không bao giờ nghe lời. You see right here, with the mind of begging someone to teaching the method, just by hearing that, you would maybe be against that request. Tha thiết, chân thành cúng dường như thế một thời gian thì thiền tăng già đã yêu cầu pháp sư chỉ dạy thêm cho mình được khai ngộ. After many days sincerely begging the young monk to help practicing, the young monk agreed to open the practice, open mind for the practice of the old monk. Pháp sư trẻ lại tiếp tục đùa một phen quái ác nữa. The young monk thinking of joke or cheat, joking to the fool. The old monk think about fooling the old monk one more time. Liền bảo ông đi theo tôi. Và pháp sư đã dẫn thiền tăng già vào một phòng trống, rồi đến một góc phòng kêu cái thiền tăng già đó hãy quỳ xuống. He asked the old monk, okay, follow me. Then he brought the old monk to the empty room, go to the one corner, ask the old monk knee down. Sau khi vị thiền tăng già quỳ xuống rồi, thì pháp sư liền dùng nhành dương liễu gõ lên đầu cái vị thiền tăng già và nói rằng đây là quả sơ quả tu đà hoàng. After the old monk knee down, the young monk used the branch, woven branch, put on the first the head, put on the sơ quả tu đà hoàng, không nói chữ tu đà hoàng, khỏi dịch cũng được. Yeah, put on the head of the old monk and said, this is the first entry, the first stage of the sages. Thì vị tăng già này một lòng chuyên thành buộc niệm chẳng loạn. This old monk contemplate with one mind without thinking any thought. Và ngay đó thật tình chứng được sơ quả. And right there he approved enter the entry realm. Pháp sư trẻ lại bảo ông tuy được sơ quả
lại còn 7 lần sanh tử. Hãy đứng lên đến góc phòng khác. The young monk said, "You even have the enter the end the entry stream, but there are another 7 times of rebirth. Now stand up, go to the other corner." À, thưa đại chúng, nếu là quý vị thì quý vị lúc đó như thế nào? Có giống thiền tăng già vẫn đến góc khác, vẫn quỳ xuống trong tĩnh lặng. Có làm được như vậy không? If you are that old monk, what would you do? Would you be able to go to the other corner and kneel down? Thiền tăng già quỳ xuống, pháp sư trẻ liền cũng dùng nhành dương liễu đánh lên đầu coi như của cái vị thiền tăng già và bảo đây là quả nhị quả Tư Đà Hàm. The old monk went to the other corner and then the young monk used the leaf and put on his head and said, this is the second step, the second entry of the Buddha realm. No, the second stage of the second entry of stages. Quả này vẫn còn phải qua lại sanh tử. Hãy đứng lên đến một góc khác. This fruit still go back and forth with rebirth. Stand up, go to another corner. Ở đây quý vị theo dõi nha và luôn luôn phải có sự đối chiếu với tâm của mình. Trong những trường hợp này mình có làm được như vậy không? Vị thiền tăng vẫn đến góc khác, quỳ xuống một cách thanh tịnh và pháp sư trẻ cũng dùng nhành liễu đánh trên đầu của ông và tuyên bố đây là tam quả Anaham và đây là quả bất hoàng. This to this point you need to reveal yourself. If you were like him, what would you think? The old monk went to the other corner and kneel down. And the young monk again hit to his head and said, "This is the third stage of sage, the non-returning stage." Tam quả mà gọi là bất hoàng là không còn trở lại thế gian mà sẽ được sanh về cõi trời và sẽ chứng quả. Từ chứng quả A La Hán từ ở cõi trời. The third fruit of the achievement is the non-returning to life, to the human. Life to human. So it would be going into the heaven realm. Và khi giải thích như vậy rồi thì lại ra lệnh hãy đứng lên đến góc thứ tư. Thiền tăng vẫn lặng lẽ vô niệm thanh tịnh đến góc thứ tư quỳ xuống. After that the young monk asked him to go to the fourth corner and kneel down. The old monk followed the words. He went to the fourth corner, kneel down. Pháp sư vẫn dùng cái nhành dương liễu đó gõ, tuy là nói đánh lên đầu nhưng mà giống như nhịp ở trên đỉnh đầu của vị thiền tăng và tuyên bố đây là quả A-la-hán, sanh tử đã hết, tốt lắm. The young monk then slightly hit to his head and said,
This is the arhat fruit, the rebirth, birth and rebirth, being end. Very good. Thiền tăng lúc này thật sự đã chứng tứ quả A-la-hán, cho nên hoan hỷ vô cùng, đảnh lễ pháp sư trẻ và lại bày thức ăn ngon cúng dường pháp sư. The old monk actually has achieved the arhat fruit. He's very, very happy, and he bowed to the young monk and then give him a lot of food in order to repay to him. Thưa đại chúng, nghe phần sau, chúng ta rất là tội nghiệp cho vị thầy pháp sư trẻ. The next part, you would listen to this to feel like so ashamed for the young monk. Thiền tăng già sau khi đã xác nhận mình đã chứng tứ quả A-la-hán, thì pháp sư thanh niên lại hổ thẹn nói rằng: tôi đùa giỡn với thầy, thầy đừng có cho là thật. The old monk when told the young monk that he achieved the arhat fruit, the young monk is very shamefully said, oh, I just joke to you, don't think that is real. Nhưng vị thiền tăng chí thành thưa với vị pháp sư rằng: con thật đã chứng quả A-la-hán, không phải chuyện đùa bỡn. But the old monk at this time very sincerely telling the young monk, I really achieved the arhat fruit, is not the fool. Thì cái lời bình của Hòa Thượng Tinh Vân, ngài nói rằng lão thiền tăng tham thiền 60 năm mà chưa thể khai ngộ chứng quả đều là cơ duyên chưa khế hợp. This is the venerable Thinh Văn. He explained about this. He said the old monk has been practiced more than 60 years but never achieved the awakeness. Nghĩa là tuy tu 60 năm nhưng mà cái đạo lực chưa có kiên cố. Even with 70 years practicing Zen, however, his effort was not really solid yet. Đạo lực chưa kiên cố là gì? Vẫn bị cái chấp ngã, chấp thân chi phối, chấp tâm và chấp cảnh chi phối, không bao giờ nghĩa là có thể làm chủ được. What means by the efforts not achieved, not solid yet? It means that his mind and body is not there in one thing in order to get to the awakening. Tuy pháp sư trẻ đem ông già ra đùa, nhưng thật thành khẩn chân thành, cho nên lão thiền tăng đã điều tâm và đã chứng ngộ. By the young monk, by a sudden chance that taking this old monk to fool him, however, actually in opposite way, it helped the old monk awaken. Khi phát tâm tiến tu thì thiền tăng đã cung kính đối với pháp sư, đã cung kính cúng dường, thể hiện cái hành và cái giải đều tương ưng. When vowing to practice to be awakened, the old monk actually did show that his will, his thought and his mind are along. Together. Hành có nghĩa là y giáo phụng hành theo đúng như lời dạy để vâng làm. Practice means you follow exactly
the words in order to do it. Giải có nghĩa là hiểu. Giờ này hiểu ra mình có chạy theo chấp thân là thật, chấp tâm là thật, chấp cảnh là thật không? Mình thấy tất cả là huyễn hóa không thật, và mình đem cái hiểu đó thực hành, mình sẽ không dính mắc, thì mình sẽ vào được cửa không. Understanding is comprehensive, and by comprehensive to the word, you bring the mind and the body to go to the emptiness. À, thưa đại chúng, y giáo phụng hành chính là khi cái trí tuệ thấy các pháp là không, tâm không, nó đang được thành tựu tốt đẹp, thì việc chứng quả không có gì là xa xôi, rất dễ dàng như trở bàn tay. Following exactly words to practice is not, is once you following the practice to word and practice it exactly like what with your virtue and your mind, then the result will come at right there. It's not that difficult. À, cho nên kết thúc buổi học hôm nay, chúng tôi muốn nói rằng nếu chúng ta sống trong thế gian, mình đã luôn luôn đối phó, luôn luôn phải thấy các pháp là thật để từng bước được thành tựu các pháp sanh diệt. English first. So in your life, by seeing the words and seeing the real truth of the word, then follow and do that, then the practice will bring you to the awakened. Khi vào đạo, khi vào đạo tràng muốn học đạo, thì mình đang ứng dụng cái trí tuệ thấy các pháp không thật để không theo. Mà lúc nào mình cũng chống, bất cứ lúc nào cũng xô lên cái tư tưởng của mình, thì mình đã phá vỡ cái chương trình tu học của mình, không bao giờ có kết quả. When joining the Sangha and learning that seeing the world is unreal, but you keep continue fighting against the words teaching you, then that exactly you go against the way how to practice. Xin kết thúc buổi học hôm nay ở đây, và lúc nào cũng chúc quý vị tâm không thi đậu. Here we end the lesson today, and I wish you the your mind always not pass. Tâm không thi đậu. Thi đậu là pass ấy. Là success. Tâm không thi đậu, not success. Success. Giữ được cái tâm không, empty mind, thì là successful, là enlightenment. Then in that tâm I wish không you nghe. The empty emptiness mind. Nín. Tâm không thi đậu là một cái câu quan trọng trong một bài thơ. Khi nào người nào tâm không được thì người đó sẽ đậu. The sentence here, the tâm không thi đậu, means the when you have the empty mind, then yes, you'll be successful. Enlightenment. Yes. Chúng ta sẽ hồi hướng, và sau đó chúng tôi sẽ mời đại chúng phát biểu. Now we're going to the dedication, and after that I will ask you to give a chance answer your question after. May our merits and virtues
benefit all sentient beings. May we and sentient beings all achieve the Buddha way. Không lìa sự khổ đau, ung dung ngay chính trong phiền não. Cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. An lạc là đây ở điểm này. Khổ đau ung dung ngay chính trong phiền não. Cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. An lạc là đây ở điểm này. An lạc là đây.
điềm